Lion Soup, đại lý thương hiệu trẻ nhất của BBT, đã vượt mặt nhiều đàn anh để vươn lên top 3 doanh số bán hàng tháng 7 năm 2020, một thành tích đáng ngưỡng mộ dành cho chàng sinh viên trẻ Tiến Đạt. Đoàn Tiến Đạt, ông chủ đại lý Lion Soup, đang là sinh viên năm cuối ngành kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội. Mặc dù còn rất trẻ tuổi, nhưng Đạt đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh, đăng ký làm đại lý thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT. Tuổi trẻ, năng động, Đạt tiếp tục con đường học vấn, vừa kinh doanh thực phẩm bổ sung và không quên tập gym, rèn luyện sức khỏe, phát triển cơ bắp, vóc dáng mỗi ngày. Nhờ sự am hiểu về gym và tiếp thu kiến thức từ Duy Nguyễn, anh luôn hiểu tâm lý khách hàng cần gì, muốn mua thực phẩm bổ sung nào và nhiệt tình tư vấn khách hàng. Lion Soup ngày càng ăn nên làm ra dưới sự quản lý nhạy bén của ông chủ Tiến Đạt. Mới khai trương hồi tháng 3, sau một tháng kinh doanh, Lion Soup đã nhanh chóng nằm ở top 5 doanh số đại lý thương hiệu BBT. Tiến đến là top 4 đại lý thương hiệu xuất sắc nhất BBT tháng 4 năm 2020. Kết thúc tháng 7, Lion Soup vươn lên thành tích top 3 doanh số của BBT. Đại lý đã có sự phát triển đáng nể, bỏ xa nhiều đàn anh trong ngành kinh doanh thực phẩm bổ sung BBT. Tạo động lực cho giới trẻ phát triển, bứt phá bản thân mà không lo về tuổi, vì ở độ tuổi nào, bạn cũng có thể khẳng định giá trị, tài năng của chính mình. Đạt đã thể hiện bản lĩnh bản thân, tuổi trẻ tài cao, cực kỳ ấn tượng. Đạt đã vận dụng kiến thức marketing đã học được trước đó để áp dụng vào kinh doanh thực phẩm bổ sung. Bên cạnh đó, anh còn nắm bắt xu thế tối ưu công nghệ 4.0 để quảng bá các sản phẩm thực phẩm bổ sung thể hình. Đặc biệt, Đạt rất tinh ý. Mỗi buổi tập gym của anh tại phòng tập cũng là cơ hội để anh tạo mối quan hệ, giới thiệu về thực phẩm bổ sung rộng rãi hơn trong cộng đồng gymmer Hà Thành. Lion Soup cung cấp dịch vụ ổn định, lượng cộng tác viên đã thạo việc sau thời gian khai trương, đã góp phần tạo nên thành tích doanh số cao cho đại lý. BBT không ngừng cung cấp kiến thức về thể hình, thực phẩm bổ sung, giúp cho người tiêu dùng hiểu hơn về công dụng, vai trò của dòng sản phẩm này trong tập gym. Điều này đã giúp cho các đại lý dễ dàng tiếp cận với nhiều khách hàng hơn bao giờ hết. Kinh doanh thực phẩm bổ sung thể hình đang là một trong những ngành nghề phát triển. BBT đã và đang tạo ra cơ hội đổi đời cho những người dám nghĩ, dám làm đại lý thương hiệu BBT. Tiến Đạt dám nghĩ, dám làm và khẳng định con đường đồng hành cùng BBT là vô cùng đúng đắn. Chúc anh và Lion Soup sẽ luôn giữ vững phong độ, tận tâm với khách hàng và sớm ngày vươn lên top 1. Shop tọa lạc tại địa chỉ B24 Bồ Hóa, Hà Đông, Hà Nội. Đại lý đã phân phối đầy đủ tất cả các sản phẩm thực phẩm bổ sung chính hãng của BBT. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm theo số điện thoại 0967 008 468. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.